dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú sa thú lành thay, chúng con xin tri ân sư đã truyền tâm quy và bát quan trai giới. Tiếp đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamange na vande hang ta da tam sum wa uttamang Buddhe yo khalito do so buddho khamatu tang namang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đuôi thằng qua răng thầm mê vô khá lý tô đô sô thầm mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha huy thốt ta măng sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, chúng con kính dân mít đến ngài, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng cho chúng con để chúng con đạo tràng chúng con được tròn phước báo ngày hôm nay. So one thala tho su tho varu no ho bo sa 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 ne a ro go su ki tho ho i sa ha sa pe nya ti vi sa an thala tham Sư kỳ tạo vô rô ná ha bồ tát sa sa nê a rô ga sư kỳ tạo vô y sa ha sắc bê nhà tí bê tè a tha la tha sư kỳ tạo vô rô ná ha bồ tát sa sa nê a rô ga sư kỳ tạo vô tha sa ha sắc bê thì nhà tí khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ đập giác làm sao cũng thành. Văn kinh chi cu sa la cầm măng cách tắp bằng kia ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng về sách ta sanh ni no a thi ye cha sát ta a sanh ni no ca tâm phun nha pha lăng mây hằng sát đề pha ghi pha hoàm tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đình năng phun nha pha lăng ma ya ye cha tát tha na cha nan ti đề hoa gam toa ni quê đa dùm sát đề lô cam hi ye sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nu nhang phô cha năng sắp đề la phàm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng,
bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô. Cầu mong phước thiện này được thành tựu đến thân hữu của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đăng wa ta no pu nhan a sa wa kha ya wa hằng hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Y đăng no pu nhan nhíp ba na sát cha yo hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Dạ con kính Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tâm tư và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con, do những cái phước báo mà chúng con đã tạo được qua cái pháp hội này, xin hồi hướng đến tất cả các chư thiên, nhất là chư thiên ở Đức đã quan lâm, và con cũng kính xin trao những cái thành kính dân đến các cha chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá. Sau quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ vẫn còn giờ nên cho con sẽ đọc một bài kinh ạ. Nguyện, nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh. Dạ, bây giờ là 9 giờ là 4 giờ 29 phút. Thời kinh tam bảo và thọ trì bát quan trai giới đã hoàn mãn. Có gì sơ sót con xin sám hối đến tam bảo, con xin sám hối đến quý chư tăng, con xin sám hối đến toàn thể đạo tràng. Mong tam bảo và quý sư, quý sư cô và quý vị xin hết tội lỗi cho con. Dạ con giờ này đã hoàn mãn thì con kính xin dân mic đến sư Trí Đức để sư Trí Đức điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ con kính xin thỉnh sư Trí Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ đại đức Pháp Trang và đến và Pháp Hội. Kính chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 26. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương tam bảo ra tình đã thay giá sáu quần đà mỹ Bụt Thù Ma Hê Si A Răng Tha Tha Gá Tô Lô Cô Tá Mô Sóc Pa Gá Rù Hí Chệt Tha Cô Lô Cá Sá Sá Tha Chá Na Đầm Má Cô Quý Đồ Hoành Đà Má Hành Tầng Ná Ra Phù Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đau Sanh Bằng Thoát Ly Phiền Não Chói Trăng Tôi Thượng Giáo Chủ Tri Năng Vô Lượng Tứ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiền chúng nhân dân cúng dường.
tham mô bà đi bồ vi gia ta sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sa vi nà ca rô cô sắp bình nhu bố thấp bà ti phù tí sanh nhá tô quanh đà má hành tầng ná ra phù cha này giác cần pháp bảo với nhánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đi dẫn phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khổ với số thô số khát ta sa sa quá cổ sách khả số cà mồ quá đá thầm mắt sách khát cổ nền đà bất sang xà đi a nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng lá rắp phù. Cái này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiện pháp hàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tê gia tê chê nát sách khà mê ê tu á tha năng tá xà vi a nú phà về nát xá hát xà dê nát sách chạch tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tăng hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giả. Phần tán dương ân đức tâm bảo đã xong. Bây giờ chúng ta vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 26. Pamàdamanuyuñjanti. 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 Câu số 2. Bàlà dummedhino janà. Bàlà dummedhino janà. Bàlà dummedhino janà. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Chữ duyên, chữ này đọc là duyên ha. Nghe lại ha, đọc một lần ba lần một câu, rồi cũng ba lần hai câu. À, quý vị chú ý nghe ha. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Như vậy quý vị nghe rõ ha. Câu 3, câu 4. Appamàdañca medhàvì. Appamàdañca medhàvì. Appamàdañca medhàvì. Và câu thứ 4. Tha năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Tha năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Tha năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ quá rắc tí. Appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ câu 1 đến câu 4. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà.
Pamàdañca medhàvì thaṇaṃ seṭṭhaṃ varakkhati Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thaṇaṃ seṭṭhaṃ varakkhati Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thaṇaṃ seṭṭhaṃ varakkhati Ngu si thiểu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Đó là giọng kinh ha. Bây giờ giọng kệ. Giọng kinh tới hai cách đọc ha. Nhưng mà quý vị muốn đọc như thế nào? Mà nghe trường âm đoạn âm nghe nó tự mình giải quyết lấy, tức là mình đọc và tự mình coi như tặng hoa cho chính mình ha. Rồi bây giờ qua giọng kể thì sao cũng được hết. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca cha mê tha quý tha năng xây thân qua răng kha tì ba ma đa ma nu du chân tì ba la đum mê thì nô cha na am ba ma đan cha mê tha quý tha năng xây thân qua răng kha tì Bà ma đa ma nu yun chân tì bà la đùm mê thì nô cha na am am bà ma đan cha mê tha quý tha năng sê thắng qua răng kha tì giọng kệ cũng dễ mà giọng kinh cũng dễ. Hy vọng hôm nay quý vị tham gia nhiều ha. Rồi cái mà ưu tiên, cái mà sung sướng nhất là quý vị vô sớm nghe giọng đọc trường âm rõ ràng bởi vì lặp đi lặp lại thì quý vị nắm bắt dễ hơn là những vị vô trễ. Những vị vô trễ nhiều khi coi như thắc mắc cái này thắc mắc cái kia, rồi nhiều khi đọc có như không nắm rõ nhưng mà quý vị vô sớm thì đó là một cái ưu điểm để rồi quý vị cảm thấy tự tin nơi chính mình hơn. Rồi bây giờ thấy xích meta này, xích kim này, xích kim nhung này, xích hà, bốn bàn tay rất là đẹp, xin mời ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết kính hiệu nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin trả bài câu Pháp Cú 26. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thaṇaṃ seṭṭhaṃ varakkhati. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, yun chan là hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, đum trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thí đoạn âm, nô trường âm thông thường,
chá đoạn âm, na trường âm thông thường. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét trường âm nhấn, thăng trường âm theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm. Appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Con xin đọc lại hết bài. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Ấp ba ma đành cha mê tha quy tha năng xếp thằng quá rắc khá thi. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng vật. Người trí không phóng vật như giữ tài sản quý. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Mơ Châu. Ba ma đa ma nụ dôn chanh tì. Bà la đùm mê thi nô cha na. Ấp ba ma đân cha mê tha quỳ. Tha năng xét thăng quá rắc khá tì. Dạ, con đã đọc xong kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Trang, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị Phật tử. Chẹt đét ơi, không thấy sư cho cái bông hoa nào hết cho cô mít cả. Tức là sư mệt rồi đó, bữa nay sư không có khỏe hay sư có công chuyện vậy đó nha quý vị. Mạnh ai lấy đọc nha, tự sướng nha, tự sửa lấy mình, tự cho bông hoa cho mình như sư nói vậy đó, tức là mèo khen mèo dài đuôi đó nha. Ông không có cho cái bông cái hoa nào hết, tự lo thấy săn đây. Cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ, cho tín hiệu âm thanh nghe rõ. Thanh Hoàng, Hồng Thị Kim Nhung, Hồng Mai, cô Mét Tà, An Nhiên. Trời ơi, dạ con nghe rõ ghê quá. An Nhiên không biết bao nhiêu tuổi nha, xin con xa thú xa thú. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 26. Ba mà đa ma nu dụ chana la dum me thi no chana appa ma dan cha me tha we tha nang sat thang wa rak kha ti ba ma da ma nu yung chan ti ba la dum me thi no chana appa ma dan cha me tha we tha nang sat thang wa rak kha ti. Phân tích câu 1 và câu 2. Bá đoạn âm, ma chừng âm thông thường, đá má nú ba đoạn âm, dung chanh hai chừng âm nhắn, tí đoạn âm. Câu số 2, ba la hai chừng âm thông thường, đum chừng âm nhắn, mê chừng âm thông thường, thí đoạn âm, nô chừng âm thông thường, chá đoạn âm, na chừng âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Bá mà đa ma nu dùng chành ti bà là đùm mê thi nộ cha nà. Áp bá mà đành cha mê thà quỳ tha nặng xét thằng quá rắc khá ti. Phân tích câu 3 và câu 4. Áp chừng âm nhắn, bá đoạn âm,
ma chừng âm thông thường, đanh chừng âm ngắn, chá đoạn âm, mê tha quy ba chừng âm thông thường, câu cúng cùi hay câu cuối cùng, thá đoạn âm, năng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, xét chừng âm ngắn, thân chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rắc chừng âm ngắn, khá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, giữ tài sản quý. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư, sư núp lùm, sư có nghe con không sư? Sư có thấy con có sai cái gì không? Sư sửa dùm cho con nha sư. Quý vị, bà con, quý vị đồng bào trong đạo tràng, có thấy tôi sai cái gì không? Sửa cho tôi nghe. Cảm ơn quý vị nha. Để coi coi. Đó, khoái nhất không đi tim dung này, vỗ tay vỗ chân quá trời luôn. Cô Mít Trà nè, có hai em thôi, còn hai Giang Nhật Hạ vậy không vỗ tay vỗ chân cho bông hoa làm gì đó trời, bông hoa sẽ héo tàn. Vỗ tay vỗ chân nghe tiếng nổ vui hơn, nhưng mà có còn hơn là không. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nha. Mời Hồng Thị Kim Dung kế tiếp nha. Ba dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Xin cảm ơn tâm hạnh đã post bài. Con xin trả bài câu kệ ngôn số 26 ạ. Ba ma da ma nu yun chan ti ba la dum me thi no cha na ap ba ma đành cha mê ta quỳ tha năng xét thằng qua rắc kha ti. Ba ma đa ma nu yun chan ti ba la đùm mê thi nô cha na ấp ba ma đành cha mê tha quỳ tha năng xét thằng qua rắc kha ti. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích ạ. Bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá, má, nú là ba đoạn âm, dun, chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba la là hai trường âm thông thường, đâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Ba ma da ma nu yun chan ti ba la dum me thi no cha na. Ấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mê ma quy là ba trường âm thông thường, há là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá, tí là hai đoạn âm. Ấp,
appamàdañca medhàvì tharakkhati Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì tharakkhati seṭṭhaṃ varakkhati Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà Appamàdañca medhàvì tharakkhati Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, thân mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thanh Bà, Nam Mô Sang Thầy, dạ, con kính đảnh lễ. Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng và con kính chào. Đạo tràng, con xin trả bài. Bá đoạn âm ma trường âm thông thường đá má nú ba đoạn âm duyên tràn trường âm hai trường âm nhấn tí đoạn âm ba là hai trường âm thông thường, đinh trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thí đoạn âm, nô trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, ba mà đa ma nu trường tràn tí ba là đình mề thi nô cha nà áp trực áp trường âm nhấn bá đoạn âm ma trường âm thông thường đanh trường âm nhấn chá đoạn âm mê trường âm thông thường mê tha quy ba trường âm thông thường thá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sát trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá đoạn âm trường âm nhấn khá tí hai đoạn âm áp ba mà đành cha mề thà quỳ tha nằng xét thần quá rất khá tí đa mà đa ma nu chuồn cha tràn tí bà là đừng mề thi nồ cha nà áp ba mà đành cha mề thà quỳ tha nằng xét thần quá rất khá tí họ ngu si thiếu trí chuyên sống đời phóng dật người trí không phóng dật như giữ tài sản quý bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba ma đa ma nui chun chan ti ba la đun mê thi no cha na áp ba ma đánh cha mê tha vi tha năng sát thắng hòa rắc khả tì. Nhà con đã đọc xong và kể xong, con có sai trên này là đạo tràng tỉnh sửa và con xin cho mít cho cô Thanh Hà. Lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 26 ạ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì tharakkhati
Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ varakkhati. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Pá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, chun là chữ chun và chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm ạ. Ba la là hai trường âm thường, đum là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường ạ. Con đọc lại câu 1, câu 2 và con đọc câu 3, câu 4 và phân tích ạ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ varakkhati. App là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mê là trường, medhàvì là ba trường âm thông thường ạ. Thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật nhưng giữ tài sản quý. Đã bàn sẽ có Kinh Châu ạ. Con xin kể. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ varakkhati. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh ạ. Con có sai, con kính xin quý sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Xin mời bạn niệm từ ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Sít Nhung, Sít Thanh Hoàng, Sít Thanh Vũ đã cho mình được biết là âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú số 26 hôm nay ạ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ varakkhati. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ varakkhati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Và câu số 1, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, yun chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 2, ba la là hai trường âm thông thường, dum là trường âm nhấn, mi là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Bà con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ
thằng quá rắc hát tí. Câu số 3, áp là trực âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trực âm thông thường, đanh là trực âm nhấn, chá là đoạn âm, mê tha huy là ba trực âm thông thường. Và câu số 4, thá là đoạn âm, nanh là trực âm đọc theo giọng nguyên âm, xét là trực âm nhấn, thân là trực âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ varakkhati. Dạ con xin kệ câu pháp cú số 26 ạ. Bà ma đa ma nu yun chân ti ba la đâm mê thi nô cha na a pa ma đan cha mê tha vi tha năng sách thăng và rằng kha ti bà ma đa ma nu yun chân ti bà la dum mê chi nô cha na a pa ma đan cha mê tha vi tha năng sách thắng và rằng kha ti. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại giùm con. Và kính cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Và bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của Thiên Vũ. Và Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 26. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ varakkhati. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á, đoạn âm, ma, trường âm thông thường, đá, má, nú, ba đoạn âm, yun, chăn, hai trường âm nhấn, tí, đoạn âm, ba, la, hai trường âm thông thường, đun, trường âm nhấn, mê, trường âm thông thường, thí, đoạn âm, nô, trường âm thông thường, trá, đoạn âm, na, trường âm thông thường, Pháp mà đa ma nu dùn chăn tí bà la đùm mê thi cha nà. Con xin phân tích ba câu 4. Bản âm năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét trường âm nhấn, thăng quá rắc khá tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 26. Ma đa ma nu yun chan ti ba la dum me thi no cha na áp pa ma đành cha me tha vi tha năng xét thăng quá rắc kha ti. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn Thiên Vũ đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 26.
Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanang seṭṭhaṃ varakkhati Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanang seṭṭhaṃ varakkhati. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Pá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá, má, nú, ba đoạn âm, yun chan, hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba là hai trường âm thông thường, dum trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thí đoạn âm, nô trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường. Ta mà đa ma nu yun chan ti ba la dum me thi no cha na. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Appama đành cha mê tha huy tha năng xếp thăng qua rắc khá ti. Ấp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mê tha huy là ba trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xếp trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm, ấp ta mà đành cha mẹ thà tha năng xếp thằng quá rắc khá tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 26. Ta mà đa ma nu dùn chàn ti bà la đùm mê thi nô cha na ấp ta mà đành cha mẹ thà huy tha năng xếp thằng quá rắc khá tí. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanang seṭṭhaṃ varakkhati Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañcathāvi thanaṃ varakkhati. Dạ con đã đọc và phân tích và kể xong. Dạ có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng. Con xin mời bạn kế tiếp ạ. Xin mời Tina. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư pháp trang, cô tu nữ ân phúc hạnh. Con kính chào đạo tràng của phép được học. Số ma đa ma nu yun chan ti ba la dun me u cha na appamàdañcathāvi seṭṭhaṃ varakkhati. Dạ con phân tích câu 1 và 2. Appamàdañcathāvi varakkhati. Là phát ma trường âm thông thường, đa nữ đoạn âm, dun trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba là thường, tương trường âm thông thường, thí đoạn âm, nô trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, mà đa ma nu yun chan ti ba la dun me thi nô chá na. Câu 3 và 4. Appamàdañca medhàvì thanaṃ seṭṭhaṃ varakkhati.
Áp chừng âm nhẫn phá đoạn âm ma chừng âm thông thường anh chừng âm nhẫn trả đoạn âm mê chừng âm thông thường vi hai chừng âm thông thường thá đoạn âm năng chừng âm đọc theo dặm nguyên âm chừng âm nhẫn thăng chừng âm quá chừng đoạn âm ráp chừng âm nhẫn khả tí hai đoạn âm appamàdañca medhàvì thá năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì seṭṭhaṃ quá rắc khá họ ngu si chuyên sống đời phóng người trị không phóng dật của Hòa Thượng Thích Minh Châu xin phép được kể. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thá năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí Pamàdamanuyuñjanti janà appamàdañca medhàvì thá năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Dạ con đã đọc xong và con có sai xin quý sư và đạo tràng sửa giúp cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin lãnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô phụ nữ. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 26. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thá năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thá năng rắc khá tí. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá, má, nú là ba đoạn âm, dung là trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thi đoạn âm, nô trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thá năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. App là trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, mê qua, mê tha quy trường âm, ba trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rắc trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm. Appamàdañca medhàvì thá năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Con xin đọc lại. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thá năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thá năng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 26 ngày hôm nay ạ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanăng seṭṭhaṃ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanăng seṭṭhaṃ. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá, má, nú là ba đoạn âm, yun, chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba, la là hai trường âm thông thường, dum là trường âm nhấn, me là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, no là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Dạ con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Appamàdañca medhàvì thanăng seṭṭhaṃ. Ấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mê là trường âm, mê tha quy là ba trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm. Appamàdañca medhàvì thanăng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanăng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Họ ngu si, thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanăng seṭṭhaṃ quá rắc khá tí. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanăng seṭṭhaṃ quá. Dạ con đã đọc kệ xong. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn An Nhiên, cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phục Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, không biết cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phục Hạnh đã ôn bài chưa ạ? Dạ, còn vị nào chưa ôn bài không thì cho Nhật Quỳnh một xin một tín hiệu. Mến chào sư Trần Phụng. Dạ, tại Nhật Quỳnh cũng lặng hơi sâu nên Nhật Quỳnh không biết vị nào đã ôn bài và vị nào chưa ôn bài. Dạ, nếu vị nào chưa ôn bài thì kính mời bằng tay.
cô tu nữ tại duyên cho ông bài phải không? Dạ, vậy thì kính mời cô tu nữ tại duyên. Dạ, mời cô ạ. Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và đăng trà quý thiền nam tín nữ. Và cảm ơn Nhật Quỳnh. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú số 26. Bài kinh nó chạy qua đóng tiêu rồi. Vậy tâm hạnh có thể bắt bài lên dùm. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Và bây giờ tự nhiên xin đọc. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Đoạn 1. Bá đoạn âm. Ma chừng âm thông thường. Đá má nú ba đoạn âm. Duyên. Duyên trường âm thông thường nó ngắn quên rồi. Dạ, cái chữ đó tự nhiên quên rồi. Duyên trường âm thông thường. Chăn trường âm ngắn. Tí đoạn âm. Ba la trường âm thông thường. Đâm trường âm ngắn. Mê trường âm thông thường. Thí đoạn âm. Nô trường âm thông thường. Chát đoạn âm. Na trường âm thông thường. Ba ma đá ma nu dồn chan tí ba là đồng mê thi nô chát à. Đoạn ba. Áp ba. Áp trường âm nhấn. Bá đoạn âm. Ma trường âm thông thường. Đanh trường âm nhấn. Chá đoạn âm. Mê trường âm thông. Tha quy trường âm thông thường. Đoạn 4. Thá đoạn âm. Năng trường âm giọng nguyên âm. Xét trường âm nhấn. Thăng trường âm giọng nguyên âm. Quá đoạn âm. Rắc trường âm nhấn. Khá tí hai đoạn âm. Áp bạ mà đành chấp mê tha quy than năng xét thăng quát rắc khá tí. Bà mà đã mang được duyên chàng tí bà là đầm mê thi nô chát nà. Áp bạ mà đành chấp mê tha quy than năng xét thăng quát rắc khá tí. Bây giờ tự nhiên xin. Chanti ba la đâm mê thi nô cha na áp ba ma đanh cha mê tha quy tha năng sẽ tăng ra rắc hòa rắc khá ti. Ma đa ma nu yun chan ti ba la đâm mê thi nô cha na áp ba ma đành cha mê tha quy tha năng sẽ thăng khất tí. Họ ngu si thí chuyên sống đóng vật. Người trí như giữ tài sản quý. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và để dùng tự nhiên đã kể và phân tích có chữ dùn tự nhiên quên, không biết trường âm nhấn hay là trường âm thông thường nữa. Cảm ơn Giang Nhật Hà, lâu vô quá quên. Bây giờ tự nhiên xin xuống mic.
Dạ, con xin kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính đảnh lễ với cô tu nữ và con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 26. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì seṭṭhaṃ rakkhati. Dạ, con xin phân tích và đọc câu 1, câu 2. Bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá má hai đoạn âm, nấu đoạn âm, dun trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn. Ủa, không biết con phân tích có sai, con phân tích lại. Bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, dun trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thí đoạn âm, nô trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường. Ba mà đa ma nô dùn chàn tí bà là đùm mê thi nô chá na. Dạ, con phân tích và đọc hai câu tiếp là câu 3 và câu 4. Áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đăng trường âm nhấn, chá đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét thừa trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, trắc trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm, ấp ba mà đàn cha mề thà quỳ tha năng xét thằng quá trắc khá tí. Dạ, con đọc lại nguyên bài. Ba mà đa ma nô dùn chàn tí bà là đùm mê thi nô chá nà áp ba mà đàn chá mê thà quỳ tha năng xét thằng quá trắc khá tí. Con xin kệ. Ba ma đa ma nô dùn chàn tí bà là đùm mê thi nô chá nà âm ba ma đan cha mê tha quỳ tha năng sẽ thăng hòa đan tha tì. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng vật, người trí không phóng vật, như giữ tài sản quý. Dạ, con trả bài câu kinh Pháp Cú số 26 xong rồi con xin quý sư, quý cô tu nữ, đạo hữu có thấy chỗ nào sai là xin sửa giúp con ạ. Sao con xin cảm ơn và con xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Uthaya, Nam Mô Thamaya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào quý cô chú, anh chị. Dạ, con xin được đọc câu Pháp Cú số 26. Ba ma đa ma nú dùn chan tí ba la đâm mê thi nô cha na áp ba ma đàn cha mê tha vi tha năng xét thành va ra kha tí. Ba ma đa ma nú dùn chan tí ba la đâm mê thi nô cha na áp ba ma đàn cha mê tha cha mê tha vi tha nành xếp thành
phá rách khá tí. Dạ, con xin phân tích. Bá là đoạn âm, mà trường âm thông thường. Đá má nú ba đoạn âm, yun chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba la là hai trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thí đoạn âm, nô trường âm thông thường, ná đoạn âm, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, áp và trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, chá đoạn âm, mê tha vi ba trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng ngân âm, xét trường âm nhấn, thanh trường âm đọc theo giọng ngân âm, vá ra vá đoạn âm, rách trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm, bá mà đa ma nu yun chan tí ba la mê thi nô cha na áp ba mà đàn cha mê tha vi tha năng sẽ thành pharakhati. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Đây là câu thơ của Ngài Thượng Thích Minh Châu, con xin kệ. Bà ma đa ma nu yun chan thi bà la đâm mê di nô cha na áp ba ma cha mê tha vi tha năng xét thân và rát kha ti ba ma đa ma nu yun chan ti ba la đâm mê thi nô cha na áp ba ma đan cha mê tha vi tha năng xét thân về rát kha ti. Nhà con đã đọc nhà phân tích xong, con có sai dạ con kính xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin nhân mic lại. Dạ sa thú kính cảm ơn sức trân trọng. Nam mô Phật Tha giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Xin thiện vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Trần Phụng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Pháp Trang, đại đức Trời Đức từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 26 ạ. Dạ quý sư có trước ngoái không cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ xa thú. Dạ con kính nhân mến đến đại đức Tệ Đức ạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sàn Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính thượng đảnh lễ thượng tọa Trí Đức, đại đức Pháp Trang cùng chư tăng, chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài của kinh Pháp Cú số 26. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanang seṭṭhaṃ varakkhati. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì
tha năng sẽ thăng hoa ra khá ti Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì tha năng sẽ thăng hoa ra khá ti Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ varakkhati. Dạ con xin hát ạ. Con xin nhường bích đại cho người tiếp theo ạ. Dạ sa thủ lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đức Trời Đức đã cùng với chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 26. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư. Dạ sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ con kính nhân mít đến sư. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Không biết quý vị có nghe không có không ạ? Dạ sa thú. À, tại máy âm thanh nó bị trục trặc về âm thanh đó, thành ra tôi cũng rất là ngại. Dạ. Trước tiên chúng con xin hành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con hành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, đại đức Trời Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng và trân chào quý tu nữ và toàn thể Phật tử. Bây giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 26. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ varakkhati. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ varakkhati. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ varakkhati. Ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, dư giữ tài sản quý. Và đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ xin gửi mất lại cho quý vị trong đạo tràng Nam Mô Phật Thầy Giá. Dạ sa thủ lành thai chúng con thành kính đảnh lễ đi tri ân đại đức Pháp Trang. Dạ hôm nay âm thanh của sư đỡ hơn mấy bữa một chút, nhưng mà nó vẫn còn chập chờn chứ. Dạ, nhưng mà con biết 16 sư đi ra nhà của Thi Hải, sư nhớ đem máy đi theo nha bạch sư. Dạ, con nghĩ là nó ổn định thôi. Con làm thì bói đó. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ. Dạ, bây giờ thì con thấy ngài chưa xuất hiện, vậy là con sẽ không xin được tông bài. Nếu mà ngài xuất hiện thì con không có trả bài. Dạ, bây giờ thì con xin trả bài Pháp Cú Kinh số 26. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ varakkhati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá ba đoạn âm, duyên trường âm nhấn, chanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, a la hai trường âm thông thường, đum trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thí đoạn âm, nơ trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xét trường âm nhấn,
thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rách, trường âm nhấn, khá, tí, hai đoạn âm. Appamàdañca medhàvì thanang seṭṭhaṃ varakkhati. Con xin ôn lại hết bài. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dummedhino janà appamàdañca medhàvì thanang seṭṭhaṃ varakkhati. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa cho con. Và con xin được kệ ạ. Bà Mã Đa Ma Nụ Duẩn Trăn Ti Bà La Đâm Mê Thì Nô Cha Na Appamàdañca medhàvì thanang seṭṭhaṃ varakkhati. Pamàdamanuyuñjanti bàlà dhammedhino janà appamàdañca medhàvì thanang seṭṭhaṃ varakkhati. Dạ con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng và Bạch Ngài. Con thấy 5:43 rồi Bạch Ngài. Ngài có trở lại Đạo Tràng chưa? Ngài cho con xin một tín hiệu và sa thủ lành thai. Dạ con cho con 30 giây. Dạ Nhật Quỳnh rất là cảm ơn Sức Tâm Hạnh đã bớt bài cho Đạo Tràng. Và tất cả Nhật Quỳnh nghe quý vị hôm nay rất là hay. Đọc cái gì cũng hay hết, rất là tuyệt vời. Dạ nhưng mà Nhật Quỳnh không có ngồi trước máy để tặng quà quý vị quan hệ giùm. Dạ bây giờ thì con kính nhân mít đến Ngài ạ. Lạc mô Bụt Thầy Dạ, Lạc mô Thầm Mài Dạ, Lạc mô Tân Khai Dạ. Alo, quý vị còn nghe không? Này cũng có vấn đề rồi. À, quý vị còn nghe được ha? Mới hiện lên một cái màn hình. À, nhưng mà còn nghe được là tốt. À, quý vị cứ chấp nhận sự vô thường ha. Khi chúng ta gặp nhau trong giờ phút nào thì chỉ biết trong giờ phút đó thôi. Rất mạng, rồi rất nét. À, đó là một cái trường hợp xảy ra thường xuyên. Cho nên còn nghe âm thanh được như vậy là biết còn sống mà. Tốt à ha. Rồi nghe muốn tiếc cái lỗ tai luôn hả? Vậy là bự lắm hay sao? Đấy, si Kim nghe bự hay nghe to? Hay nghe lớn? Alo, nghe được ha? Nghe vừa, si Kim Nhung nó vừa. Vậy còn là điếc cái lỗ tai. Chán cái bài này quá. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu, đọc được thì phải hiểu ý nghĩa. À, câu đầu tiên. Pamàdamanuyuñjanti. 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 Thấy một cái câu mà dài thòng lòng như vậy thì bây giờ chúng ta phải cắt nó ra, phải chia nó ra. Chứ nếu mà một cái chữ mà dài quá tự nhiên chúng ta thấy nản chí, thấy rối. Bây giờ cắt ra, ở đây hai từ nó đi chung với nhau. Pamàdañca rồi anu+yuñjanti. Chữ Pamàdañca do cái từ Pamàda. Pamàda là một danh từ nam tính Akran Tapumlinga. Pamàda ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quy pháp tỷ cao quá trình á. Cho nên Pamàda biến thành Pamàdañca. Pamàdañca là lười biếng, phóng dật, sao lãng. Cái chữ đầu á, Pamàdañca là lười biếng, sao lãng,
phóng vật dễ vui. Rồi rồi cái động từ nó nè, anu+yuñjanti, anu+yuñjanti, cái động từ yuñjati, nhưng mà có tiếp đầu ngữ anu ở phía trước. Thì đây là một động từ số nhiều, nó lên cái ý nghĩa là phóng đãng, chuyên sống hay là chiều theo. Phóng đãng, chuyên sống hay là chiều theo. Như vậy ở đây Pamàdamanuyuñjanti là chiều theo sự phóng dật, chiều theo sự lười biếng, hay là xu hướng theo cũng được, xu hướng theo sự lười biếng, xu hướng theo sự phóng dật, xu hướng theo sự dễ vui. Rồi, đó là ý nghĩa câu đầu ha. Câu số 2, bà là đùm mê thi nô chát na, bà là đùm mê thi nô chát na. Câu số 2 có 3 từ, chữ ba la do cái từ ba la, ba la nó là một từ nam tính, akran kapum linga, và ba la này được chia theo chủ từ số nhiều và thamma và vô quá chánh la vị pháp tí, cho nên ba la biến thành ba la. Ba la là những cái ngu, ba la là những kẻ ngu. Chúng tôi sẽ giải thích chữ ba la và chữ ba la một tí nữa ha. Học xong đi. Hai chữ này chỉ khác nhau cái dấu thôi, nhưng mà nhiều khi chúng ta đọc chữ ba la thành ra ba la ha, chỉ thiếu cái dấu. Rồi, ba la là những kẻ ngu, những kẻ thiểu trí. Dùng chữ thiểu trí hay hơn là chữ mình dùng những kẻ ngu ha. Nhưng mà thật sự là không biết gì, đó chính là những kẻ ngu. Rồi, dummedhino, dummedhino, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ đu ở phía trước, có nghĩa là xấu, có nghĩa là thiếu, có nghĩa là khỏi ha. Rồi methino, methino do cái từ metha, metha nó cũng là một một danh từ nam tính, akrantapumlinga. Và mê tha ở đây được đứng làm chủ từ, mê thi nô, tức là bà tha ma bà hu bà cha la vị pháp tí. Thì mê thi nô là kẻ trí, là người có trí, do cái từ mê tha, rất xin lỗi, mê tha là danh từ trung tính chứ không phải là nam tính. Nhưng mà có chữ đú ở phía trước, có nghĩa là tồi, có nghĩa là xấu. Vậy thì chữ dummedhino ở đây có nghĩa là cái trí kém nè, thiểu trí nè, là trí tồi nè, thiểu trí, đúng rồi. Thì dummedhino là kẻ thiểu trí, những kẻ ngu, kẻ thiểu chữ trí nè. Rồi chữ chana ở phía sau, chana do từ chana, chana là một danh từ nam tính, akrantapumlinga,
Janà ở đây đứng làm chủ từ số nhiều và tham bà hữu quá cho nên phát tí cho nên Janà biến thành Janà. Janà là những người, nhiều người. Vậy thì cái câu này là sao? Bà là đùm mê thi nô chát nà, những kẻ ngu thiểu trí, những kẻ ngu thiểu trí. Rồi bây giờ đến câu số 3. Appamàdañca medhàvì, appamàdañca medhàvì, appamàdañca do cái từ appamàdañ cộng với cha, appamàdañ có chữ app ở trước tức là không, ha, appamàdañ do từ pamàdá là dễ vui mà có chữ ấp ở phía trước có nghĩa là không dễ vui, không phóng dật, không lười biếng, không lười biếng. Và chữ chá có nghĩa là và, ấp và ma đanh chá và không dễ vui. Ai, người nào, cái gì không dễ vui? Cái từ số 2, medhàvì. Medhàvì là một danh tính từ. Medhàvì do cái từ medha, nó là một danh từ trung tính, akranta, pung linh ga. Medha có nghĩa là có trí. Và medhàvì ở đây có nghĩa là bậc trí, medhàvì bậc trí. Và bậc trí làm gì? Bậc trí không dễ vui, không lười biếng. Và bậc trí không dễ vui, không lười biếng. Đó là câu số 3. Rồi câu cuối cùng, tha năng xét thần qua rắc khá tí, tha năng xét thần qua rắc khá tí. Gà gái giống chỗ cô Trần Phụng á, Trần Phụng cũng thỉnh thoảng nghe mấy gà gái vậy đó. Rồi câu cuối cùng, chị tha năng do cái từ thana, nó là một danh từ trung tính, akranta, nó phun sắc cà linh ga. Thana được chia theo đối cách số ít, đối tỷ giá quyền phát tỷ các quá trình á. Cho nên thana biến thành tha năng là tài sản. Và quý vị biết tài sản thì chúng ta có mấy loại tài sản? Có ba loại tài sản: nhân sản, thiên sản và thánh sản, ha. Chứ không phải là thấy bị dịch cái sản hồn, sản gan, sản vía, ha. Chứ sản này không có chữ rê. Rồi, tha năng tài sản. Rồi xét thân, nhân sản, thiên sản và thánh sản, chứ không phải là hai ông trời đâu. Đó là ba cái tài sản quan trọng trong cuộc sống. Rồi chữ xét thân, xét thân do từ xét tha là một danh từ trung tính, akarantanapum sakalinga. Xét tha ở đây được chia theo đối cách số ít, đối tỷ giá và phát tỷ có quá trình á. Cho nên xét tha biến thành xét thân là quý nhất, cao thượng nhất, xét thân là quý nhất, tốt nhất. Sẽ quy nhất, cao thượng nhất, tốt nhất.
Các lời quá, quá là do cái từ ý quá, ví như, quá là ví như. Nếu mà hai cái từ này viết dính nhau thì nó sẽ thành seṭṭhaṃ quá ha. Nhưng mà ở đây viết lời thì chúng ta đọc là seṭṭhaṃ quá. Rồi rất hạt tí, rất hạt tí, đây là một động từ số ít, có nghĩa là bảo vệ, hộ trì, bảo vệ, hộ trì. Rồi vậy thì appamàdañca medhàvì tha năng seṭṭhaṃ varakkhati. Câu 3, câu 4 ha, hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. À, những vị khôn ngoan gìn giữ sự không sao lãng như là gìn giữ tài sản quý nhất. À, những vị khôn ngoan đây có nghĩa là medhàvì, dẫn ở bậc trí. À, gìn giữ sự không phóng dật như là gìn giữ tài sản quý nhất. Rồi câu Phật ngôn 26 cho chúng ta một ý nghĩa. Những kẻ ngu trí tội chiều theo sự sao lãng, còn vị khôn ngoan gìn giữ sự không sao lãng như là gìn giữ tài sản quý nhất. À, ý nghĩa của Phật ngôn 26. Những kẻ ngu trí tội chiều theo sự sao lãng, còn vị khôn ngoan gìn giữ sự không sao lãng như là gìn giữ tài sản quý nhất. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: si mê cuồng sĩ buông lung, riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm, tâm tâm niệm niệm tinh cần, giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Si mê cuồng sĩ buông lung, riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm, tâm tâm niệm niệm tinh cần, giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu: họ ngu si thiểu trí, chuyên sống đời phóng dật, nghĩ không phóng dật, như giữ tài sản quý. Họ ngu si thiểu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. À, đó là Hòa Thượng Minh Châu hả? Rồi, trong cái phần tự vựng, à, quý vị có chỗ nào thắc mắc gì không? Alo. À, rồi. Câu Phật ngôn 26 và thêm một câu Phật ngôn nữa là câu 27 cùng một duyên sự. Vậy thì chúng ta hiểu gì về câu Phật ngôn 26? Câu Phật ngôn này Đức Phật không nói đến chúng ta ha, mà chỉ nói đến cái người hữu duyên. À, cái người đã từng gặp Đức Phật và Đức Phật thấy rằng người đó có duyên lành, cho nên đã thuyết câu Phật ngôn này đem lại sự lợi ích cho cái người hữu duyên đó. Còn chúng ta là những người vô duyên thì lời dạy của Đức Phật qua cái vị đó chúng ta hiểu như thế nào? Câu Phật ngôn 26 đây chúng ta gom lại những cái điều này để chúng ta hiểu một cách đại khái. Về phần tiếng Việt, họ ngu si thiểu trí, thì cái câu thứ ba là người trí không phóng dật. À, câu thứ nhất ha, họ ngu si thiểu trí chuyên sống đời phóng dật, đó là mà hai vế bổ sung nhau ha, đó về người ngu. Còn người trí thì không phóng dật, như giữ tài sản quý. À, bây giờ họ là ai?
họ là người ngu và người trí. Thì người ngu và người trí thì chúng ta hiểu ngu và trí cũng là con người. Làm con người một chuyện không phải là dễ, không phải là dễ. Người ta gọi là lục đạo thì sáu con đường, mà trong sáu con đường đó thì bốn con đường đã khổ rồi, chỉ có hai con đường vui. Mà chưa chắc con đường thứ năm mình đã vui, tức là cái kiếp làm người của chúng ta con đường thứ năm hả, đường thứ sáu là chư thiên hả, tức là sáu cái lục đạo này, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la hả, rồi người và trời. Người và trời là hai cánh vui, còn bốn cánh khổ. Thì trong tam giới này chúng ta thấy dùng cái từ họ, họ đây ám chỉ về nhân loại, mà nhân loại đây thì người ngu và người trí. Nhưng mà ngu và trí thì chúng ta thấy dù họ có ngu đi nữa, nhưng mà sinh ra làm người thì đó cũng có phước rồi, chứ không phải nói rằng họ ngu không biết gì hết. Không lẽ suốt đời người ta ngu hoài sao? Cũng có những lúc người ta khôn chứ. Rồi con người của chúng ta bộ coi như hồi nào cũng giỏi hết hả? Không có sơ suất hả? Không có lỗi lầm hả? Quý vị thấy trường hợp đã là một vị toàn tri diệu giác vô lượng từ bi thầy của chư thiên và nhân loại, thế mà nàng chinh cha tới vu khống Đức Phật, thế mà đề bà đặt đa lăng đá muốn giết Đức Phật luôn. Thì chúng ta thấy cuộc sống đó, nhân vô tập toàn, nhân vô tập toàn giữa người ngu và người trí. Thì chúng ta cũng thấy rằng sinh ra làm người là khó nè, làm người khó sống lâu, khó nghe giáo pháp, khó gặp Phật ra đời. Đó là những cái sự khó khăn, mà sự khó khăn chúng ta đã vượt qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, chúng ta được sanh làm người. Cái đó là một cái điều mà hạnh phúc rồi. Chúng ta có phước, và cái phước đó thì được chia ra. Người trong bóng tối đi về nơi bóng tối, người trong bóng tối đi về nơi ánh sáng, người nơi ánh sáng đi về nơi bóng tối, và người nơi ánh sáng đi về nơi ánh sáng. Bốn hạng người xuất hiện trên thế gian. Thì trong bốn hạng người này, chúng ta thấy chúng ta sanh được làm người là có phước rồi. Nhưng mà có phước như vậy, chúng ta từ bóng tối đi về bóng tối, hay là từ bóng tối chúng ta bước về ánh sáng, đó là quyền quyết định của chúng ta, do cái duyên nghiệp của chúng ta. Ta đi với nghiệp của ta, nhưng mà được làm người thì nó đỡ hơn súc sanh, địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, bởi vì chúng ta còn có suy tư. Thấy nghe nè hả? Alo, quý vị còn nghe không? Sĩ Can Nhiên nó dở quá không thèm nghe. Ủa, cái thằng Vũ nghe nè, chứ Kim cũng nghe nữa nè. Rồi, bây giờ trời sẽ nói lên cái từ ba la trong câu này. Ba la ở đây là những kẻ ngu. Nhưng mà ngược lại nó không có dấu á, thì nó là sức mạnh. Ba la là sức mạnh. Còn bây giờ mà chúng ta đọc như tiếng Việt Nam thì ba la nếu mà đọc như tiếng Việt Nam thì nó thành sức mạnh. Ba la đọc như tiếng Việt Nam thì nó là coi như những kẻ ngu. Còn nếu mà chúng ta đọc ba la thì nó là sức mạnh. Bây giờ chúng ta phân biệt chỗ này, bởi vì chính chỗ này quý vị cũng thắc mắc làm sao mà ta đọc có dấu.
làm sao mà chúng ta đọc không có dấu? Khi mà quý vị đọc có dấu ba la thì chứng minh quý vị là mê tha quỳ, chứng minh quý vị người trí. Còn ở chỗ này mà đọc ba la, thì chứng tỏ quý vị là nói lên những cái sức mạnh gì đây trong cuộc sống của chúng ta. Ba la là cái ngu, ba la là sức mạnh. Thì bây giờ nhấn mạnh về chỗ này để chúng ta thấy chỗ nào là người ngu, chỗ nào là kẻ trí. Có 8 sức mạnh xuất hiện trên thế gian này. Quý vị chú ý ha. Bởi vì câu 26, 07 cùng một duyên sự, thì bây giờ chúng ta đi vào cái chỗ này để phân biệt kẻ trí và người ngu. Khi mà phân biệt kẻ trí và người ngu thì chúng ta phải tìm hiểu cái từ ba la. Tại sao gọi là ba la? Ba la là những người thiểu trí, những kẻ ngu si. Mà bây giờ chúng ta phải tìm hiểu, nó không phải là ba la mà nó là ba la. Thì cái sức mạnh của cái từ này, để sau này quý vị thấy rằng đúng cái từ này, quý vị nhớ đến những cái sức mạnh tuyệt vời trong thế gian. Sức mạnh đầu tiên tức là Ronapaladaraka. Chữ Rona là khóc lóc. Những giọt nước mắt, tại sao gọi là sức mạnh? Mà những giọt nước mắt đó ở đâu? Những giọt nước mắt của trẻ thơ. Những giọt nước mắt của trẻ thơ là một cái sức mạnh đầu tiên. Sức mạnh đầu tiên là sức mạnh của con nít, của trẻ con. Đó là cái tiếng khóc. Quý vị nghĩ thế nào mà trẻ con có sức mạnh là khóc? Quý vị có thể minh chứng cho cái vấn đề sức mạnh này được không? Mỗi một cái sức mạnh, tất cả là 8 sức mạnh, chúng tôi xin đưa ra trước tiên ha. Trẻ con có sức mạnh là khóc. Điều thứ hai, đàn bà có sức mạnh là giận hờn. Kẻ cướp có sức mạnh là vũ khí. Vua chúa có sức mạnh là quyền hành. Kẻ ngu có sức mạnh là ngang ngược. Bậc trí có sức mạnh là thuyết phục. Bậc đa văn có sức mạnh là thẩm xét. Và sa môn, bà la môn, tu sĩ có sức mạnh là nhẫn nại. Vậy thì đi vào cái vấn đề sức mạnh đầu tiên. Trẻ con có sức mạnh là khóc. Chúng tôi đưa ra ví dụ để cho quý vị có thể rằng triển khai chỗ này để thấy được những giọt nước mắt của trẻ thơ làm cho chúng ta chùng lòng. Nói theo kinh sách này, khi trẻ khóc thì dù bận biểu đến đâu cũng phải ngưng lại cho nó ăn, chưa chắc nhiều khi nó uống cũng có. Nó khóc nó đòi bú thì cho nó ăn cái gì, phải cho nó uống chứ. Tìm lý do khi nó khóc là đúng rồi, phải tìm lý do. Mà tìm lý do thì đưa qua chỗ thẩm xét là bậc đa văn. Còn ở đây nó khóc là có vấn đề, mà có vấn đề gì ở đây? Việc biết rằng ông vua Bimbisara, quý vị biết làm sao đây? Để thí dụ cho cái trường hợp này. Bimbisara, alo. Lý do thứ nhất nè, sức mạnh trẻ con khóc là sức mạnh. Vậy thì vua Bimbisara là một ví dụ. Mà chữ Bimbisara viết làm sao đây bà con? Bimbisara. Rồi, sa tu, hai vị này, vị nào viết cũng đúng hết á. Rồi, tuyệt vời. Rồi, ông vua này, ông có một đứa con.
À, hoàng hậu là quy đề hi ha, quy đề hi, quy đề hi, và đứa con của ông là acha ta sát tu. Rồi chữ này sao? Acha ta sát tu. À, hoàng tử tên là acha ta sát tu, biết làm sao đây? Alo, alo, bộ từ này khó quá hả? À, giờ sức an nhiên sai mà còn chặt nữa chứ. À, sức kim nhung không phải sai mà chặt, mà tại vì viết chưa đúng. Rồi sức hà cũng vậy, sao một người viết sai cái rủ nhau viết chặt hết trơn á. Rồi sức nhật quỳnh cũng chất quất luôn, trời đất ơi. Xích cũng chặt nữa, biết làm sao cho đúng là mới nói. À, xích kim nhung cũng cho quốc luôn. Học 3 ly mà quý vị biết có 2 ly rưỡi. À, gì? À, xích thanh hoàng biết theo kiểu Mỹ rồi. À, cha ta sát tu. À, rồi xích kim trời ơi cũng chất quất luôn rồi, khổ đế thiệt. Nghe quý vị đọc Bali chạy ào ào gõ gõ, nhưng mà khi viết lại sao kỳ vậy nè. À, cha, à, cha xích trần phụng, à, cha tá mà xá sao được. À, cha tá xá. Rồi sĩ kim cũng chất quất, đây 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 đúng rồi nè, sĩ kim nhung nè, a cha ta sát tu đó, cái chữ sĩ kim nhung vừa chắc lên là chính xác. A cha ta là chưa sanh ra, à, sát tu là kẻ thù, kẻ thù chưa sinh ra gọi là a cha ta sát tu. Đây nó lên sức mạnh của trẻ con có sức mạnh là khóc nè. À, trẻ con có sức mạnh là khóc nè. Đưa câu chuyện này để chứng minh. À, khi mà hoàng hậu Y Đề Hi sinh ra hoàng tử A Cha Ta Sát Tu, thì trên cái ngón tay của đứa bé này á, nó có một cái mụn nhọt mà nó đau, nó nhức, nó khóc, nó la. Mà vua Viên Pisa đó rất là thương con. À, khi mà thượng triều á, mà cũng ẩm hoàng tử lên luôn. À, nó là thương con ghê gớm lắm. À, nhưng mà ẩm đứa con, nhưng mà đứa con thì có mụn nhọt lên ngón tay, nhức quá, đau quá, khóc khóc mà thấy ông vua chịu không nổi. À, giữa đám đông quần thần như vậy, nhưng mà đức vua Viên Bisa đó là ngậm cái ngón tay của thái tử này, ngậm cái ngón tay đó, ngậm đến nỗi mà coi như cho mút mút để cho đứa bé nó cảm thấy rằng coi như là có một sự an ủi, có một sự ve vuốt, và đứa bé nó liệm đi, nó không khóc nữa. À, nó ngủ luôn. À, mẹ mà dỗ con không hay bằng ông cha vậy. À, khi mà đứa bé mà nó ngủ luôn á, thì nhìn lại cái ngón tay kia, cái mục kia đã bể ra, mũ máu nó tuôn ra, và ông vua ông sợ rằng nhả ra thì coi như đứa bé nó khóc, à, thái tử khóc. Cho nên ông vua Viêm Bí Xe Rá nút luôn cả mũ cả máu của đứa con vô trong bụng mình. À, êm quá, à, đứa nhỏ coi như không có khóc, không có la nữa. Thì quý vị thấy là sức mạnh của một trẻ thơ ha, nó làm cho cha mẹ. Quý vị thấy là một cái sự thương yêu, nghĩa là cha mẹ là phạm thiên là như vậy, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã. Nhưng mà rồi sao? Với cái tên A Cha Ta Sát Tu,
chính hoàng tử này sau này là giết cha, bởi vì kẻ thù chưa sinh ra. Nhưng mà ở đây chỉ nói lên cái trường hợp trẻ con có sức mạnh là khóc thì muốn dỗ dành, nên là cả mũ cả máu như vậy người cha cũng nuốt vô trong bụng luôn, để cho nó êm. Nếu mà nhả ra thì sợ đứa bé nó khóc, cho nên cái sức mạnh của trẻ con là những giọt nước mắt, là sự khóc. Rồi sức mạnh đầu tiên đồng ý chưa? Thấy con nít mà nó khóc lên là bất cứ cái gì cha mẹ cũng phải chịu hết, nhất trí chưa? Vua viên đi xe đó là vua dục hả? Không phải, không phải, ai dục là Asuka. Còn viên bí xa ra này có nghĩa là cái người mà coi như gặp Đức Bồ Tát khi đi tu, là một cái người để yêu cầu Đức Bồ Tát là khi nào thành Phật á, về tế độ đầu tiên. Đây là vua viên bí xa ra, Bình Sa Vương, đúng rồi, biết hết trơn. Rồi, sức mạnh đầu tiên, nhất trí chưa? Con nít khóc, nước mắt đó tùy thời đồng ý hả? Rồi cũng có chỉ tùy thời tùy duyên trong này nữa, hay thiệt. Rồi cái này mới quan trọng nè. Điều thứ hai, cô tháp á là mà tú gà mà đồng bạc có sức mạnh là giận hờn, đừng có chọc người nữ mà giận. Chọc người nữ mà giận là nguy hiểm lắm. Sức mạnh của người phụ nữ đó là sự giận hờn. Anh trụ trì mà làm cho tiếng nữ mà giận hờn chắc là cái chùa đó đói. Thì ở đây đồng bà có sức mạnh là giận hờn, đó là cái quá đúng luôn hả? Trời ơi, chắc là sĩ khả cũng có bồ đề ga giờ này mới nghe nói là thấy quá đúng luôn. Tại sao vậy? Đàn bà có sức mạnh là giận hờn vì lý do nào? Đức Phật mà chê các bà mà canh đi ra đẹp đẽ gì, chẳng qua đó là một cái bao da đựng toàn là mũ máu hôi tanh ở bên trong. Cái bà này đẹp quá mà bị Đức Phật mà chê như vậy là nổi khùng lên, hay giận hờn chưa? Bồ đề gai nổi lên. Và khi mà bồ đề gai nổi lên thì bây giờ làm gì? Mình bây giờ còn thiếu nữ, đâu có quyền, đâu có hành, đâu có quyền hành, đâu có chức vụ, đâu có thế lực gì. Thế là đi kiếm một vua U Đề Na. U Đề Na viết chữ viết như thế nào đây bà con? U Đề Na. Alo alo. Đúng rồi, chị Kim Nhung viết chính xác U Đề Na. Rồi. Ông vua U Đề Na thấy bà Magandhiya tuyệt vời quá, đẹp quá, rồi rước về làm thứ hay là thứ phi gì đâu cũng được. Sau hoàng hậu á, mà hoàng hậu Samawati là chánh hậu thì Magandhiya này là thứ hậu. Mà khi mà coi như trên một người mà dưới cả vạn người thì tuyệt vời quá rồi. Bà ta có chức mà có quyền ăn sung mặc sướng ở tẩm cung này, rồi có 500 cung nữ nghĩa là theo hầu hạ bà ta thì sướng như tiên rồi còn gì nữa. Nhưng mà cái lời nói của Đức Phật chẳng qua là một cái túi da đựng toàn đồ máu mũ hôi tanh bất tịnh. Cái lời nói đó cô ta ghim trong bụng, trong cái sự oan trái hận thù. Và bây giờ Đức Phật trở về cái thành phố này, ngài với chư tăng ôm mình bác đi khất thực, đụng chạm gì tới mình thấy mặt là ghét rồi, bởi vì cái lời nói đó. Cho nên hoàng hậu Magandhiya
bỏ tiền ra bốn côn đồ giang hồ cô hồn các nạn, những cái người mà ăn không ngồi rồi bỏ tiền ra mướn đi chửi ông Phật giùm tao, chửi chư tăng luôn, ai đi theo ông Phật cũng chửi luôn. Rồi không phải chửi một ngày ha, tức là thập ác ngữ, những cái lời nói mà coi như xin lỗi, người ta mua 500 ngàn triệu rồi vậy, nghĩa là có nhiều đem xài hết bấy nhiêu. Chửi, thay mặt lại chửi, chửi liên tục như vậy, 7 ngày 7 đêm, đúng rồi. 7 ngày hả? 7 ngày có 7 đêm rồi chứ. Chửi ngày không đủ, tranh thủ chửi, chửi đêm mà chửi thêm thứ nhật nữa, chứ đủ 7 ngày. Chửi liên tục, ghét cả tông chi họ làng luôn, đúng quá. Bởi vì liên quan tới ông Phật là bị chửi, dám khi dễ, đẹp thế này mà khi dễ. Cho nên ở đây, sức mạnh của người đàn bà đó là sự giận hờn. Cho nên vừa nói, người đàn bà giận hờn là sức mạnh thì Sĩ Hà đồng ý liền, hay thiệt là. Này chắc là tâm lý của quý vị, cho nên quý vị coi như đồng cảm ha, hiểu liền ha. Rồi đó là sức mạnh thứ hai, đó là người đàn bà có sức mạnh là giận hờn. Còn cái sức mạnh thứ ba, vũ tháp ba là chồ gà, tức là kẻ cướp có sức mạnh là vũ khí. Đi ăn cướp người ta mà không có vũ khí thì làm sao mà ăn cướp được hả? Người ta cầm cái gì mà mình tay không là thế, bỏ cửa chạy lấy người với lạng hoàng nhào vô bị ăn đòn sao? Cho nên kẻ cướp phải có vũ khí tối tân. Thì vũ khí càng tối tân bao nhiêu đó là sức mạnh bấy nhiêu. Mình chinh phục người ta, mình có chén cơ người ta thì mình mới có khả năng để mà chiến thắng. Thì đối với kẻ cướp, ví dụ như nhan nhãn ở trên đường mà thấy những cái tên cướp mà chạy xe mô tô, nhiều khi chạy xe hơi luôn, sức mạnh của kẻ cướp là vũ khí. Thì ở đây quý vị biết rằng ở trên mạng có những cái trường hợp mà đi ăn cắp chó, ăn cướp thằng cả chó luôn này, nhưng mà phải dùng xe hơi chứ không thì chạy bộ thì chạy không kịp, hoặc là xe đạp thì coi như là nó cũng không an toàn. Người ta dùng xe hơi để đi ăn cướp chó, ăn cắp chó. Thì kẻ cướp kẻ cắp như vậy, sức mạnh của họ là những cái khí giới tối tân, những cái đồ nghề mà thiện xảo thì mới tạo ra sức mạnh cho kẻ trộm. Ở đây dùng chữ chô ra tức là kẻ trộm, nhưng mà tiếng Việt thì dịch là kẻ cướp có sức mạnh là vũ khí. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Ai có vũ khí tối tân thì người đó có thể chinh phục các nước láng giềng, cướp đất, cướp tài sản, cướp này kia. Đó là điều thứ ba. Rồi điều thứ tư, Isariya Bala Rajano, tức là vua chúa có sức mạnh là quyền hành. Vua chúa có sức mạnh là quyền hành. Cái điều thứ ba này, cái điều thứ tư này, người ta dùng cái từ có chức có quyền. Cái điều thứ tư không phải là chua ra, mà Rajano là những cái kẻ có quyền hành, những cái kẻ mà coi như họ ăn chay ngồi trước, họ cầm quyền một cái địa phương nào đó, một cái quốc độ nào đó. Sức mạnh của họ là gì? Họ dựa vào cái quyền uy, họ dựa vào cái thế lực để rồi người ta nói có chức thì có quyền, gọi là chức quyền.
Thì ví dụ như bây giờ ăn hối lộ người ta, một ông quan, một ông vua ha, hoặc là một ông chúa đứng ra phân xử một cái vụ gì đó, thì trong cái vấn đề phân xử thì có kẻ thắng người thua ha, có kẻ thắng người thua. Nhưng mà cái người nghĩ rằng mình sẽ thắng thì nói thôi, cái sự việc này dàn xếp cho nó ổn rồi, cho cái ông này, cho ông quan này coi như 5.000 đi, cho nó công việc nó chống bánh đi, dẹp hồ sơ. Nhưng mà còn cái kẻ thua, nó nghĩ rằng mình thua chắc rồi, thì thế lực kim tiền mà, hiểm lộ nan hành kim tắc mã, tức là khi mà coi như cái giai đoạn khó khăn này mình muốn vượt qua thì phải dùng cái đồng tiền để mua chuộc. Và thay vì coi như là biết mình thua chắc thì anh này bỏ ra tới 10.000, bỏ ra 10.000. Thì khi mà phân xử một bên 5.000, một bên 10.000, thì cái người có chức có quyền này họ phân xử như thế nào? Chúng ta thấy đó là một sự thiên vị. Nhưng mà cái kẻ ăn chay ngồi trước đó, sức mạnh của họ là quyền hành. Mà cái quyền hành của họ khi họ nhìn xuống, họ phân xử, nào hai bên đứng lên, ta sẽ phân xử sự việc này một cách thỏa đáng. Thì cái người mà thắng cuộc á, người nghĩ rằng mình đâu có tội lỗi gì, thì mới lén đưa nằm ngón tay lên, đưa nằm ngón tay. Thì cái người cầm quyền đó, chủ chốt đó nhìn xuống, sự việc này bên này thấy có vẻ là đúng, tức là thật sự thì hồ sơ theo trình tự thì bên này đâu có vi phạm gì, nhưng mà đưa năm ngón tay lên là nhắc nhở nè, ông đã ăn tôi 5.000 rồi nghe, giải quyết sao cho nó rốt rẽ đi. Thì khi mà nhìn người này đưa năm ngón tay thì họ đã nói rằng ông này đúng 50% bên này thấy là không có gì sơ sót, tức là tối là ổn định. Nhưng mà ngược lại nhìn qua người bên kia, họ đưa lên 10 ngón tay luôn, thì cái người có chức có quyền họ mới phán một câu sinh rằng ông này chỉ đúng có 5 thôi, còn bên kia đúng tới 10. Ông này chỉ có 5 thôi nhưng mà ông kia tới 10. Nhận tiền người ta thì có quyền nói ha, mà nói như vậy thì sao? Điều thứ tư này, vua chúa có sức mạnh là quyền hành, họ có quyền. Còn chúng ta nói ra chắc là bị phù mẫu quá, nó bậy lăng đòn thôi. Còn sức mạnh thứ năm là gì? Nó liên quan đến cái câu Phật ngôn này, tức là kẻ ngu có sức mạnh là ngang ngược, uchati bàlà, uchati bàlà, kẻ ngu có sức mạnh là ngang ngược. Vậy thì quý vị chứng minh dùm cho chúng tôi sức mạnh của kẻ ngu như thế nào mà nó ngang ngược là sức mạnh. Alo, ai chứng minh dùm chỗ này đi. Rồi, sức kiếm chứng má hay thiệt ơi, xà thủ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư và các cô tư nữ cùng quý vị Phật tử. Theo như con hiểu, kẻ ngu á, cái điều mà biết á, là khi mày ta nó làm sai, nó làm bậy á, nó không có chịu nhận tội ở đâu. Nó sẽ là dùng lời áp đảo, cố chấp, chống đối lại, nói không chịu, điều đó là đúng. Nó áp đảo người ta, chửi rủa người ta, đủ thứ, nó ngang ngược lại nói. Mà con thấy người đàn bà mà còn ngu nữa, mấy ông chồng khổ dễ sợ luôn vậy đó. Vừa phẫn nộ hờn dỗi rồi áp đảo ngang ngược,
chồng nhì nhí nhắc đó. Ừ, sợ chết đi thôi, mấy anh chồng sợ nhất mấy bà đàn bà vừa đẹp mà vừa ngu nữa, trời ơi sợ chết. Tức là nghe theo con nghĩ đó, người ngu á là nó hay áp đảo người ta, nó áp đảo, nó lấn lướt lấn lướt, nó ngang ngược, nó cố chấp, nó không chịu lại để cho để cho người ta đừng có nói nữa. Giờ nó vậy đó, con nghĩ là như vậy đó sư. Hết rồi, cũng gần hết giờ để sư, con trả máy được cho sư. Alo, hôm nay công nhận là chị Kim là người có trí chứ không phải là người ngu. Bởi vì nói mà cái nhìn vô biết cần hết giờ, cho mấy bữa trước là nói búa xua, mà nếu búa xua mà quá giờ là xin lỗi, nói chị Kim là cái gì đây hả? Trong cái câu số 5 này, tức là sức mạnh đó là sự ngang ngược, sự cố chấp, hoặc là như Sĩ Khà nói sao, người ngu có thể làm bất cứ chuyện gì, có tiền là có quyền, đa phần là làm bậy ha. Rồi nhưng mà hôm nay Sĩ Kim là cái phần thứ 6 chứ không phải là phần thứ 5. Cái ngu có sức mạnh là sự ngang ngược, bởi vì họ cố chấp. Bởi vì như Sĩ Kim Nhung nói này, nó ngang ba làng cãi cũng không lại nữa. Họ nói là họ là cái rúng của vũ trụ. Rồi không phải mỏ nhọn đâu. Bây giờ cái thứ 6 là sức mạnh. Sức mạnh thứ 6 là Nichatibalabandita. Thay vì chữ bala thì ở dưới này là bandita. Vật trí có sức mạnh là thuyết phục, tức là người có trí họ không dùng tay chân, mà không dùng tay chân mà họ dùng cái đầu óc của họ để giải quyết vấn đề. Cho nên họ rất là thuyết phục, rất là thuyết phục. Ví dụ như bây giờ 5 người có sức mạnh, nhưng mà một người ốm yếu, thì cái người ốm yếu này với cái khả năng của họ, thay vì 5 người đó có thể khiêng một cái tảng đá bự, cái người ốm yếu này họ sử dụng đòn bẩy thì cái sự việc đó cũng giải thành công. Tức là cục đá đó vẫn đúng cái mục đích của họ. Thì ở đây sức mạnh của Phật trí đó là sự thuyết phục, không sử dụng về sức lực mà sử dụng về chất xám. Thì thời gian không còn bao nhiêu cho nên chúng tôi lướt qua ha. Thứ 6, Phật trí sức mạnh là thuyết phục. Thứ 7, Phật Đa Văn có sức mạnh là thẩm xét. Thẩm xét tức là parisankhara bala bohusutta, tức là cái sự thẩm sát, sự suy tư, sự suy tính một cách mà chuẩn xác để cái sự việc coi như nó giải quyết một cách trọn vẹn. Thì bậc đa văn tức là người đã nghe nhiều học rộng, mà khi nghe nhiều học rộng thì giải quyết một vấn đề gì nó cũng có cái vấn đề trình tự rõ ràng chính xác. Thì sức mạnh của họ là phải quan sát tận tường, có tầm có tứ ha, quan sát một cách rất là tận tường. Rồi cái gì đây nữa, hiện lên mấy cái màn hình. Rồi và cái điều thứ 8 chứ hả, Sa môn Bà La Môn, tu sĩ có sức mạnh là nhẫn nại. Nhà sư hả? Nhà sư họ ở chùa gọi là chùa sư hả? Ở nhà gọi là nhà sư, mà ở chùa gọi là chùa sư. Cho nên cũng có cái sự thắc mắc. Mấy thầy ở chùa thì gọi là thầy chùa, mà người tu mà ở nhà thờ thì gọi là thầy thờ hả? Hả? Mấy tu sĩ mà ở chùa gọi là thầy chùa, mấy tu sĩ ở nhà thờ gọi là thầy thờ, phải không? Không, ở đây nói chung là tu sĩ, sa môn, bà la môn. Mà sức mạnh của sa môn, bà la môn là cái gì?
đó là sự nhẫn nại. Sự nhẫn nại. À, vậy thì bây giờ tám cái sức mạnh này để phân biệt cái chữ ba la và ba la. Nè, thì tám sức mạnh này, trẻ con có sức mạnh là khóc, điều thứ nhất, đàn bà có sức mạnh là giận hờn, điều thứ hai, điều thứ ba, kẻ cướp có sức mạnh là vũ khí, điều thứ tư, vua chúa có sức mạnh là quyền hành, điều thứ năm, kẻ ngu có sức mạnh là ngang ngược, thứ sáu, bậc trí có sức mạnh là thuyết phục, bảy, bậc đa văn có sức mạnh là thẩm xét, tu sĩ có sức mạnh là nhẫn nại. Rồi, với tám cái sức mạnh này, để cho chúng ta phân biệt chữ ba la và ba la. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin chấm dứt ở đây. Với Phật lành, chúng ta học phải những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc á rồ hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền chứng quả lực vô biên, chư toàn giác độc giác và tinh văn hiến chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc.